Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp, chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Giáp Tý, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cao Trận, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh hại trung kim ngày giáp tý tức chi sinh can nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm hại trung kim kỷ tuổi mậu ngọ nhâm ngọ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tí, lục hợp với xỉu, tam hợp với thìn và thân thành thủy cục, sông với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tị. Vài tuổi sông khắc trong ngày, tuổi mậu ngọ, nhâm ngọ, canh dần và canh thân, tuổi sông trong tháng, tuổi đinh hợi, ất hợi và đinh mão về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên mã tốt cho việc xuất hành giao dịch mua bán ký kết cầu tài lộc sao nguyệt không tốt mọi việc sao hoạt điệu, tốt cho việc uh, tốt mọi việc nhưng uh, gặp thủ tử thì xấu sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại xấu mọi việc sao hoang vu xấu mọi việc sao bạch hổ về an táng. Và đặc biệt, ngày mùng 5 tháng 4 năm Tân Sửu ngày này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên là việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem từ vị chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tý xem tử vi cho thấy với bạn tuổi tý đang gặp ngày có thương quan tác động cái điều này khiến cho bạn tuổi tý vướng phải nhiều chuyện không được như ý muốn bạn mệnh tuổi tý có thể cảm thấy chán nản muốn từ bỏ công việc mà mình đang làm muốn thay đổi môi trường làm việc để cải thiện tình trạng hiện nay tuy nhiên trước khi đưa ra những quyết định trọng đại như vậy nhất định là trong tình huống bây giờ bạn tuổi Tý cần phải suy nghĩ cho kỹ càng không nên hành sự thiếu cảm xúc nhất thời đừng có để cho những kẻ xấu có ý đồ để hạm mị hội mình có cơ hội đắc ý ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng cho nên với bạn mệnh tuổi Tý cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và những bạn làm công ăn lương, ngồi bàn giấy. Bạn mạnh nên vận động phù hợp với thể trạng và không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim vướng phải nhiều chuyện không được như ý muốn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy chán nản cảm thấy muốn từ bỏ những việc mình đang làm tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cần phải cẩn thận hơn trước khi đưa ra những quyết định trọng đại tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ không nên hành động thiếu cảm xúc nhất thời tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc chú ý giữ gìn sức khỏe vận động hợp lý hơn Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 44, số 50, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. tử vi tuổi sửu chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi sửu xem tử vi cho thấy công việc của bà tuổi sửu đang có được báo hiệu trải qua một ngày có được nhiều xuân sẻ nhờ tam hội phù trợ bà tuổi sửu tìm ra được phương pháp giải quyết vấn đề hợp lý nhờ biết cách lắng nghe những gợi ý hữu ích của cấp trên hoặc là đồng nghiệp đưa ra Bên cạnh đó, với bà tuổi Sửu luôn luôn cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì nữa. Trong ngày này, mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Sửu có được sự hài hòa, giúp cho bạn mệnh gặp được người có cùng chí hướng với mình, hai người có được những mục tiêu tương đồng và nếu có thể cùng nhau cố gắng ắt sẽ đạt được những thành tích rất đáng ngưỡng mộ nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khác với Thủy. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Sửu cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bạn đã quá bận rộn cho sự nghiệp cho nên lờ đi những điều người ấy đang làm cho mình. Cho nên với bạn tuổi Sửu bạn cần phải hiểu rằng tình cảm thì giá trị hơn tiền bạc với bạn rất nhiều vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim công việc tiến trị được suôn sẻ thuận lợi tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy được người đi trước giúp đỡ và giải quyết cho những khó khăn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa gặp được người có cùng chí hướng tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ gặt hái được nhiều thành công tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc quan tâm tới nửa kia nhiều hơn Vài đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 48, số 66, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ Vi Tuổi Dần, Chủ Nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ Nhật này với bà Tuổi Dần, cho chúng ta thấy là bà Tuổi Dần đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bà Tuổi Dần đang có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay là đặc biệt. Đối với những ai làm những công việc về tự do, kinh doanh buôn bán, bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu như đã chăm chỉ và quyết tâm trong công việc làm thêm. Bạn mệnh tuổi dần, bạn là người vui tính, thông minh và rất phóng khoáng với mọi người. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải ý thức được những tật xấu của mình là hay ba hoa, khoác lác, đừng có quá kiêu ngạo bởi điều đó sẽ khiến cho bạn dễ dàng mắc phải những sai lầm. Bạn cần phải khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi được những điều hay ho từ những mọi người khác nữa. Ngày này với bà tuổi dần cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc phượng với bà tuổi dần cũng là người biết chăm lo cho gia đình dù là nam hay là nữ đi chăng nữa và bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ không phải là trách nhiệm của riêng bất cứ ai Vai tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có được cơ hội phát tài từ những công việc làm thêm, từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nhận được phần thưởng xứng đáng nếu như đã cố gắng không ngừng, từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên ba hoa khoác lác về bản thân, bạn cần phải khiêm tốn hơn, từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc biết chăm lo cho gia đình, không đẩy trách nhiệm cho người khác, từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có trách nhiệm với người thân yêu. Phải đánh giá của bà tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 54, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. từ Vi Tuổi Mão, Chủ Nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử Vi ngày Chủ Nhật này với bà Tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bà Tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, tí ngọa Mão dậu, cái điều này làm cho bà Tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác vì bỏ ngoài tai lời khuyên can của mọi người cho nên bạn mệnh sẽ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác và với bạn tuổi mão cần phải chú ý hơn trước khi bắt tay vào làm bất cứ công việc gì bên cạnh đó trong vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi mão nếu như muốn góp ý bạn mệnh không nên lên án quá mạnh mẽ những loại sai sót sơ hở của người khác bạn hãy sử dụng những từ ngữ uyển chuyển hơn tránh việc gây tổn thương cho người nghe và không mang lại tác dụng cần thiết. Ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mậu vượng. May mắn là bạn đang có được một người vợ hoặc là chồng rất tâm lý và luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn. Vì vậy với bạn tuổi Mão không nên giữ những điều khó chịu ở trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần được nhẹ nhõm hơn vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy dễ gây mất lòng người khác nói lời khó nghe tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa coi thường ý kiến của mọi người khăng khăng với quan điểm của bản thân tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ chú ý cách ăn nói và cư xử để được lòng mọi người hơn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có tài nhưng cần phải khiêm tốn, từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, vợ chồng tâm lý và thấu hiểu lẫn nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 60, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tốt. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp được ngày của ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Cái điều này làm cho bà tuổi thìn cảm thấy hăng hái mọi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi thìn cũng cần phải tìm cách để duy trì hứng thú trong một khoảng thời gian dài, chứ không nên cả thèm chóng chán. Và với bà tuổi thìn, bạn cũng nhớ rằng để thành công thì một khi đã quyết định làm bất cứ việc gì bạn cần phải cố gắng kiên trì cho đến cùng. Còn nếu luôn bộ cuộc giữa chừng, thì bạn sẽ ác chỉ mang lại phiền phức cho người khác, khiến cho những người đặt niềm tin vào bạn lại thất vọng. Ngày này với bạn tử thìn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn với nửa kia rất có thể sẽ xảy ra hiểu lầm trong ngày hôm nay. Và mỗi khi có vấn đề gì xuất hiện, bạn tử thìn cần phải bình tĩnh, dành thời gian để lắng nghe nửa kia giải thích, chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào của người ngoài về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa hàng hái mọi khi bắt tay vào công việc tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ không nên bộ cuộc giữa chừng cần phải kiên trì hơn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên rèn luyện tính kiên trì nếu không muốn người khác thất vọng tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim mối quan hệ vợ chồng không được hòa hợp cho lắm. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, không nên vội tin theo lời người ngoài. Vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 28, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ Chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho thấy bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn tuổi tỵ có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay và tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn khiến cho công việc của bạn đang tiến triển một cách thuận lợi lại gặp nhiều trở ngại khó khăn hơn bình thường tuy nhiên với bà tuổi tỵ dù tình huống phải đối mặt như thế nào đi chăng nữa bạn cũng cần phải hết sức giữ bình tĩnh bởi nếu như bạn bị kích động hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân đặt ra rồi vì vậy với bà tuổi tỵ bạn nên tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết và cần phải bình tĩnh hơn. Ngày này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ, cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi tỵ nên quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay là sở thích cá nhân. Tiền bạc chỉ là vật chất ngoài thân, dù mất đi rồi cũng có thể kiếm lại được, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp lại được. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa đạt được thành công lớn trong công việc, nghệ thuật, nghiên cứu, khoa học. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ đưa ra được những ý tưởng sáng tạo trong công việc. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc rèn luyện khả năng làm việc thiêu nhóm, mở rộng mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim quan tâm hơn tới gia đình của mình. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc là cho công việc của mình. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp ba sao, tài lộc bốn sao, sức khỏe bốn sao, tình cảm ba sao, con số may mắn số 17, số 22, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi thân, tuổi mùi. Từ vi tuổi ngọ, chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bà tử ngọ, xem tử vi cho thấy bà tử ngọ đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu và cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ trở nên rất nóng nảy. Bạn khó có thể giữ được bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc của mình cho nên thường hay có những hành động gây tổn thương hoặc là ác cảm với mọi người xung quanh. Trong các mối quan hệ xã hội, nếu như bạn đang quản độc thân thì bạn có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới đang quan tâm tới mình tuy vậy dường như đa số đều có mục đích riêng khi tiếp xúc với bạn vì vậy tốt nhất là với bạn tứ ngọ cần phải chú ý giữ khoảng cách vừa phải với họ và xem tử vi ngày chủ nhật này với bạn tuổi ngọ ngày này là ngày thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa khai trương giá thú hay là ký kết hợp đồng và bạn có thể thực hiện những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước đó nhưng cũng không quên căn cứ vào tình hình thực tế ở khu vực mình sinh sống mà thực hiện nữa. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh, từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không biết tiết chế cảm xúc của mình, từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nhận được sự chú ý của người khác phái, từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nên giữ khoảng cách với mọi người. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên thực hiện những công việc đã được lên sẵn kế hoạch. và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 38, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại, cái điều này sẽ gây ra tác động xấu cho bạn tuổi mùi ngày hôm nay, đặc biệt là đối với những bạn làm trong những lĩnh vực sự nghiệp, nghiên cứu khoa học. Với những suy nghĩ, hành động bốc đồng có thể khiến cho bạn vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân đang rình rập, chờ đợi thời cơ và nhiều sự cố có thể xảy ra bất ngờ với bạn ngày hôm nay nữa trong gia đình với những quan điểm không thống nhất khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người thân ở trở nên không mấy hòa hợp. Và để giải quyết tình trạng trên, cả hai đều cần phải cố gắng thấu hiểu nhau hơn, đồng thời nhường nhịn nửa kia của mình nhiều hơn nữa. Và ngày này với bạn tuổi mùi, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn trở nên được suôn sẻ và thuận lợi hơn rất nhiều. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân cần phải chú ý mọi việc. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy những điều không như ý muốn có thể xảy ra bất ngờ với bạn. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa vợ chồng có nhiều ý kiến bất đồng nhau. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, đôi bên cần phải cố gắng thấu hiểu và bao dung cho nhau. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc cần phải cẩn thận với các mối quan hệ xã giao. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 49, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi thân đó, cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi thân với gia đình của mình vô cùng là hòa hợp. Bạn tuổi thân luôn dành thời gian để trò chuyện, để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của nửa kia. Nhờ thế mà bạn có thể nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề xảy ra với đôi bên. Bà tuổi thân cũng có thể lên kế hoạch để hâm nóng tình cảm đôi bên, không nhất thiết là phải ra ngoài mà có thể tổ chức ngay trong gia đình của mình. Và sau mọi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy được tình cảm vợ chồng càng ngày càng thêm phần gắn bó hơn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này mang lại những tác động không mong muốn cho sự nghiệp của bạn tuổi thân ngày hôm nay. Bạn tuổi thân có thể vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với bạn bè và đồng nghiệp bạn cần phải giữ quan điểm của mình vững vàng, đừng có nên nghe theo ai đó nói ngạ nói nghiêng mà đổi lòng. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp đôi bên quan tâm tới nhau. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa luôn cố gắng thấu hiểu nửa kia dù có vấn đề gì xảy ra đi nữa. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên hâm nóng tình cảm gia đình. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi với bạn bè đồng nghiệp từ vi tuổi nhâm than thuộc mệnh kim dự vững lập trường đừng nên nghe ai nói ngạ nói nghiêng Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 40, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi dậu, tuổi tuốt. tờ Vi tuổi Dậu, Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bà tuổi dậu không nên chủ quan trong công việc ngày hôm nay do bạn đang phải đối đầu với cục diện ngũ hành tương phá gây ra và nếu như bạn tuổi dậu không thôi chú ý thì rất có thể những công việc tượng chừng như đã hoàn thành trong tầm tay sẽ gặp phải trở ngại bất ngờ khiến cho bạn phải tốn thời gian để giải quyết và bạn tuổi dậu có biết những điều đó không mong muốn có thể xảy đến với mình một phần là do có bàn tay của kẻ tiểu nhân do đó bạn mệnh tuổi dậu cần phải quan sát những hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn để phát hiện ra ai là người có ý đồ xấu với mình Bên cạnh đó, dù công việc của bạn tuổi dậu có gặp phải khó khăn, trở ngại đến đâu đi nữa, bạn cũng không nên giấu ở trong lòng mà nên chia sẻ, tâm sự với nửa kia hoặc là những người đáng tin cậy. Nhiều cái đầu luôn suy nghĩ ra nhiều giải pháp hơn, một cái đầu và đây cũng là thời điểm để cho mối quan hệ giữa bạn và mọi người càng thêm phần gần gũi, gắn bó nhau hơn vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy công việc gặp trở ngại bất ngờ chớ nên chủ quan tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa chú ý kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay gây trở ngại cho bản thân tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết sao cho phù hợp tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tâm sự với nửa kia hoặc là người đáng tin cậy nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 33, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi Dậu, tuổi Thìn, từ vi tuổi tuất chủ nhật ngày 16 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi tuất đó cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này cho thấy về mối quan hệ xả giao của bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay không được tốt đẹp cho lắm. Bạn mạnh có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ nịnh bợ muốn lợi dụng người khác để kiếm lợi ích cho mình. Bạn tuổi tuất cần phải giữ khoảng cách với họ để tránh xảy ra rắc rối với mình. Và với bạn tuổi tuất cũng cần phải quan tâm hơn tới gia đình của mình và lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia, không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn. Và may mắn là trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn nhận thấy được sự tin tưởng của nhiều bạn bè và đồng nghiệp. Vì vậy, với bạn tuổi Tuất đừng có sợ khi phải đối diện với những khó khăn, thách thức. Bạn mệnh có thể coi đó là cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân. Từ đó đặt cho mình những nền móng ngày hôm nay một cách vững chắc hơn cho sự nghiệp của mình về mai sau về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa xung quanh có quá nhiều kẻ giả tạo tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên áp đặt những suy nghĩ của mình cho người khác tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên lắng nghe suy nghĩ của nửa kia tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim không nhận được sự đồng tình của mọi người trong công việc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy hãy suy nghĩ lại những điều mà mình đã làm Vài đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp uh, 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 32 số 44 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Dần tuổi Ngọ tuổi Thân tử vi tuổi hợi, Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày Chủ nhật này với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao, hài hòa. Với bạn tính hiền hòa, tốt bụng, bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn. Và bạn tuổi hợi, bạn cũng luôn nhận được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người nữa. Và trong ngày này với bạn tuổi hợi, bạn mệnh còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Nếu như bạn đang còn mong lung với con đường trước mắt, thì quý nhân sẽ giúp cho bạn chỉ ra được những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi hợi, cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng cái điều này lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của mình không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn việc tập thể dục thể thao là cách rất tốt để bảo vệ sức khỏe cho mình bạn tự hỏi nhé về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa nhận được sự yêu mến của mọi người từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ sẵn lòng giúp đỡ người khác từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có được cơ hội gặp gỡ quý nhân từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có phương hướng chính xác cho tương lai từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 34, số 71, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.